Ok, chào các bạn. Các bạn thân mến, mình cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn chữa bài đọc số 3 ở trong phần đề thi thử trung học phổ thông quốc gia lần 9 của cô Trang Anh. Các thân mến, chúng ta sẽ có bài đọc số 3 của chúng ta là bài đọc 8 câu. Và bài đọc 8 câu này của chúng ta sẽ là bài đọc chủ đề về gì? Chúng ta sẽ đọc cho cô một số câu ở trong đoạn văn của chúng ta. Chúng ta sẽ có như sau: The greatest challenge for mankind in the 21st century is powering the planet. Thế dịch là cái thách thức lớn nhất của nhân loại trong thế kỷ thứ 21 chính là cung cấp năng lượng cho hành tinh. Trong khi đó, cùng cái thời điểm đó thì lại phải reduce, giảm một cách đáng kể lượng phát thải CO2 và tiếp tục giảm chi phí năng lượng. One year ago, một năm trước đây, đúng không ạ? GE đã xuất bản một cái bài báo cáo, đúng không ạ? Mà nó có tính toán đến cái mức độ, đúng không ạ? Cái mức độ tăng đáng kể của sự phát triển những cái nguồn năng lượng tái tạo trên toàn cầu. Và chúng ta đã kêu gọi tất cả các tổ chức kinh doanh này, các nhà đầu tư này và chính phủ thúc đẩy hơn nữa trong cái việc, đúng không ạ, giải pháp về năng lượng tái tạo, xây dựng những cái giải pháp mới và tạo ra cái nguồn năng lượng tái tạo bền vững. Đúng không ạ, sẽ có dịch hết cho cô cái đấy của chúng ta. Thì cô sẽ có, đúng không ạ, tiếp này. Chúng ta sẽ có tiếp này, xây dựng cái nguồn năng lượng tái tạo bền vững cho hành tinh này, cho con người và cho kinh tế toàn cầu. Vậy chúng ta sẽ là xuyên suốt một năm qua, chúng ta nhận ra rằng cái sự lạc quan của chúng ta là hoàn toàn có cơ sở. Vậy cô dịch một đoạn văn số 1 thì cô sẽ biết được là chủ đề của đoạn văn sẽ chủ đề về energy, đó là chủ đề về năng lượng. Với thứ hai nữa là chúng ta sẽ biết được là chúng ta sẽ trả lời được một số câu hỏi trong đoạn văn của chúng ta. Tôi sẽ có với câu số 36 của chúng ta. Vậy chủ đề thích hợp cho đoạn văn là gì? Ý A của cô đó là tại sao cái kỷ nguyên tới lại là thuộc về cái kỷ nguyên về năng lượng tái tạo? Chúng ta sẽ có 36 đáp án của cô chọn ý A. Tại sao này? Chúng ta sẽ chú ý cho cô phần sau. Trong vòng một năm qua, đúng không ạ, chúng ta nhận ra rằng chúng ta hoàn toàn có thể, cái sự lạc quan của chúng ta là hoàn toàn có cơ sở. Vậy chúng ta thấy là cái kỷ nguyên tới của chúng ta sẽ là từ kỷ nguyên của năng lượng cái tái tạo rồi nhé. Thế này chúng ta sẽ thấy một cái câu nữa ở trong phần đoạn văn chúng ta là chúng ta tin rằng, đúng không ạ, cái việc mà làm sao cái sức mạnh của năng lượng tái tạo vẫn còn đến ngày nay cho một số lý do dưới đây. Vậy từ những cái đó cô suy ra được 36 của chúng ta, đáp án là ý A. Tại sao mình không chọn ý B? Ý B cô sẽ là tầm quan trọng của năng lượng tái tạo. Ý C đó là những cái bằng chứng để chứng tỏ rằng sự cần thiết của năng lượng tái tạo. Và ý D của cô đó là tại sao xã hội cần phải, đúng không ạ, cải tiến năng lượng tái tạo. Vậy 36 cô thiên về đáp án là ý A rồi. Tuy nhiên chúng ta vẫn nên để câu này xuống cuối sau khi chúng ta làm xong nhớ xét lại. Xong câu số 36 làm cho cô câu số 37 của chúng ta. Làm câu 38 trước. 38 cái từ well grounded trong đoạn văn số 1 nghĩa là gì? Nó cô dịch là có căn cứ, có cơ sở. Ý D từ well done giỏi không phải. Well behaved cư xử tốt. Well outlined tổ chức tốt. Vậy 38 bằng phương pháp loại trừ cô chọn được ý A. Sau 38 chuyển cho cô sang 37 của chúng ta. Cái nào dưới đây không là phải là một giải pháp về năng lượng mà các tổ chức này, các nhà tài chính này, đúng không ạ? Tài chính tức là chính nhà tài trợ đấy, đúng không ạ? Và chính quyền của các chính phủ các quốc gia cùng join hand chung tay để làm. Chúng ta sẽ thấy là ở trong đoạn văn số 1 cô vừa dịch có phần đấy của chúng ta. Nó dịch như sau: chúng ta kêu gọi các tổ chức kinh doanh, các nhà đầu tư và chính phủ cùng với làm sao thúc đẩy, đúng không ạ, sâu hơn nữa vấn đề về giải pháp về năng lượng tái tạo. Vậy thì cô sẽ thấy là ý A của chúng ta speed up. Speed up của chúng ta nghĩa là thúc đẩy tăng tốc, đúng chưa? Những cái cải tiến về năng lượng tái tạo. Vậy thì cô thấy ý A của cô có. Tiếp này chúng ta sẽ có find out, tìm ra những cái giải pháp mới cho cái vấn đề về năng lượng. Thì cô sẽ thấy ở trong này của chúng ta có build, xây dựng những cái giải pháp mới. Vậy thì cô sẽ thấy là ý B của cô có, đúng chưa? Ý C này, đó là làm cho cái hệ sinh thái trên trái đất phát triển theo một cách rất là bền vững cho cư dân của họ. Vậy chúng ta sẽ thấy cho cô như sau: tạo ra một cái hệ sinh thái năng lượng bền vững cho hành tinh của chúng ta, cho con người và cho kinh tế toàn cầu. Vậy thì cô sẽ thấy là ý C của cô cũng có. 37 cô chọn được đáp án là ý D. Xong 37 chuyển cho cô sang câu số 38 của chúng ta. 38 nói chung là bài này của chúng ta là một bài rất là dễ mà cô không hiểu tại sao các bạn lại nói là đề rất là khó. Do 39 này, theo như đoạn văn số 2, đây là dạng câu hỏi đọc giống, tập trung cho cô đoạn văn số 2. Điều nào dưới đây đúng về cái tái tạo năng lượng 2016? Chúng ta sẽ có như sau. Chúng ta đọc cho cô này, ý thứ nhất đó là
chính phủ đầu tư nhiều vào năng lượng, vào năng lượng nguyên, vào vào fossil fuel, nhiên liệu hóa thạch hơn là những nguồn năng lượng thay thế khác giống như là gió và năng lượng mặt trời. Chúng sẽ chú ý cho cô ở trong phần luận văn số 2 của chúng ta. Ở cho luận văn số 2 chúng ta sẽ chú ý cho cô như sau này. Vào năm 2016 đó là cái sự bổ sung đúng không ạ? Về cái sự bổ sung về cái khả năng lưu trữ toàn cầu. Câu dịch là cái năm 2016 cái sự bổ sung về năng lượng tái tạo toàn cầu. Nhớ, tăng lên, tăng lại 2016 này, đúng không ạ? Năm 2016 thì có cái năng lực tái tạo, năng lực bổ sung đấy toàn cầu đã tăng lên này. Và ở Mỹ, đúng không ạ? Cái năng lượng tái tạo thì đạt tới làm sao chiếm 60% tổng số cái lượng bổ sung đấy. Như vậy chúng ta sẽ thấy cho cô như sau. Chúng ta sẽ thấy là ở cái câu chốt đầu tiên này, đúng không ạ? Cái câu chốt đầu tiên này của chúng ta sẽ có cái câu đó là câu câu chốt đầu tiên đó là cái bổ sung năng lượng toàn cầu, bổ sung về năng lượng toàn cầu đó là tăng lại vào năm 2016. Vậy chúng ta sẽ thấy là ý A của chúng ta, chính phủ đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch nhiều hơn những nguồn năng lượng thay thế là ý A không phải rồi. Cho ý B của cô đó là những cái năng lượng tái tạo chiếm gần một nửa trong tổng số, đúng ạ, cái năng lượng bổ sung ở Mỹ. Nhưng mà chúng ta thấy ở trong thông tin này chúng ta sẽ có là cái năng lượng tái tạo chiếm 60% cơ. Thế mà ở đây nó lại bảo là chiếm có một nửa thôi, vậy thì ý B của cô không đúng rồi. Ý C của cô đó là người Bồ Đào Nha, đúng không? Có thể cung cấp được, có thể có đủ năng lượng tái tạo để tiêu thụ trong khoảng 4 ngày liên tục. Vậy cô sẽ xem cho cô trong này chúng ta sẽ có đề cập đến nhé. 2016 Bồ Đào Nha, đúng không? Có thể cung cấp điện cho cả một quốc gia mình với năng lượng tái tạo, đúng không? Dùng trong 4 ngày liên tiếp. Vậy thì cô sẽ thấy là ý C của chúng ta chính là đáp án đúng. Xong câu đấy chuyển cho cô sang câu 40 của chúng ta. Câu số 40 người ta hỏi integrate của chúng ta trong đoạn văn số 2 nghĩa là gì? Tôi sẽ chú ý cho cô phần sau của chúng ta. Năm 2016 hydro trở thành một cái giải pháp lưu trữ đúng không ạ? Và tích hợp của gió và của năng lượng mặt trời. Vậy cô sẽ có từ này là tích hợp. Tích hợp thì cô sẽ có ý A của chúng ta nghĩa là khởi xướng đề xuất, ý A không phải. Ý B mixture là hỗn hợp trộn chung với nhau không phải. Ý C của chúng ta nghĩa là tích hợp vào, vậy cô chọn ý C. Ý D của chúng ta nghĩa là tính nguyên vẹn. Sau 40 chuyển cho cô sang câu 41 của chúng ta. 41 dịch là cái nào dưới đây là tất cả những cái dưới đây đều là nguyên nhân tại sao năng lượng tái tạo tiếp tục phát triển trong tương lai ngoại trừ. Chúng ta sẽ thấy là cái lý do, đúng không ạ? Người ta sẽ có là chúng ta có thể tin rằng, đúng không ạ? Cái năng lượng tái tạo đó vẫn còn tiếp tục cho đến ngày nay, vẫn rất là phát triển tốt cho đến ngày nay bởi vì một số lý do dưới đây. Họ đề cập đến 3 lý do, chúng ta sẽ tập trung vào phần này cho cô nhé. Thứ nhất, đó là năng lượng tái tạo, công nghiệp năng lượng tái tạo cung cấp rất là nhiều việc làm cho cư dân trên toàn thế giới. Chúng ta xem cho cô xem, trong đoạn văn của chúng ta có đề cập đến vấn đề đấy không? Nó sẽ có như sau này. Chúng ta sẽ có như sau đó là công nghiệp năng lượng tái tạo là một cái ngành, có làm cái ngành làm sao? Có cái sự phát triển về việc làm trên toàn cầu. Đó là cụ thể là sao? Cái việc làm trong cái ngành công nghệ tái tạo, trong cái ngành năng lượng tái tạo đấy đạt tới 9,5 triệu nhận và tăng tiếp khoảng 5% mỗi năm. Vậy thì cô sẽ thấy là ý A của cô có đúng chưa? Tạo ra công ăn việc làm thì đương nhiên nó sẽ phát triển tiếp. Ý B cô là chi phí trong cái việc trong cái việc tạo ra, trong cái việc sản sản xuất ra năng lượng tái tạo ở rất nhiều quốc gia bắt đầu có sự giảm xuống. Tôi xem cho cô xem trong này nó có đề cập đến chi phí không nhá. Vì nó sẽ có như sau này. Thứ hai, nguyên nhân thứ hai là ở rất nhiều những quốc gia năng lượng tái tạo có thể đáp ứng được hoặc thậm chí có thể đánh bại được cái việc chi phí sản xuất từ những cái nguồn năng lượng truyền thống. Ví dụ ở Mỹ, đúng không ạ, cái việc năng lượng gió ở trên bờ biển thì có thể cạnh tranh với những cái việc mà sản xuất ra cái khí ra tự nhiên. Giờ chúng ta sẽ thấy là có một cái sự giảm xuống, đúng không ạ, giảm xuống là sao, giảm đến khoảng làm sao 29% này, giảm đến khoảng 44%. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là ý B của chúng ta có, ý D của chúng ta xem nào. Ý D và ý C thì cô sẽ thấy là Hero sẽ dẫn đầu trong cái cuộc cạnh tranh, đúng không? Hero sẽ dẫn đầu trong cái cuộc cạnh tranh những cái nguồn năng lượng tái tạo ở rất nhiều quốc gia. Vậy chúng ta sẽ thấy ở trong câu này của chúng ta, người ta có đề cập đến phần đấy. Hero là cái có sức cạnh tranh nhất, đúng không? Trên toàn cầu thì Hero có sức cạnh tranh nhất. Có sức cạnh tranh nhất ở cái mức độ người ta đề cập đến trong này không phải là cạnh tranh giữa các nguồn năng lượng tái tạo, mà là sức cạnh tranh nhất về cái chi phí sản xuất của nó. Vậy chúng ta sẽ thấy là ý C của chúng ta chính là ý sai, nhận không phải. Nó sẽ ý đây là sao? Thế giới sẽ tiếp tục trải qua cái sự tăng đáng kể về những nguồn năng lượng thay thế đương nhiên rồi, đúng không? Xong câu số 41 chuyển cô sang 42 từ which ở trong đoạn văn đấy nghĩa là gì? Khi chúng ta căn cứ làm cái câu này rất là đơn giản, đọc cho cô phần thông tin phía trước là chúng ta làm được thôi. Nó sẽ có như sau.
Hớt dịch là cái việc làm về năng lượng tái tạo trên toàn cầu đạt tới 9,5 triệu đúng không ạ? Và sẽ tăng lên khoảng tỷ lệ 5% mỗi năm. Và điều đó có nghĩa là xấp xỉ khoảng 475.000 việc làm mới được tạo ra mỗi năm. Vậy điều đó chính là gì? Nhớ rất là đơn giản. Đó là cái vấn đề về cái việc làm. Nhớ chúng ta sẽ có là... Vậy điều đấy chính là gì? Chính là cái vấn đề về việc làm. Nhớ cái vấn đề về về việc làm trong cái khu vực năng lượng tái tạo này. Vậy thì cô sẽ chọn được câu số 42 của chúng ta. Nó sẽ có, nhưng mà cụ thể hơn cái điều đó chính là gì? Cái việc tăng được 5% cơ. Đây là ý ai của chúng ta, mặc dù có cái đấy nhưng chúng ta không chọn. Chứ tỷ lệ 5% chưa đủ mà phải là mức tăng 5% về cái việc làm trong cái khu vực năng lượng tái tạo toàn cầu. Vậy cô chọn được câu 42 của chúng ta là ý C. Sau 42 chuyển cho cô sang câu 33, 43 của chúng ta. Vậy có thể rút ra được điều gì từ đoạn văn này? Nó sẽ có là năng lượng tái tạo đã dần có được trụ đứng của nó trong sự phát triển của kinh tế toàn cầu. Vậy đương nhiên đấy chính là cái rút ra từ đoạn văn rồi. 43 cô chọn được đáp án là ý A. Sau khi chúng ta làm xong 43, chúng ta quay lại câu 36. Vậy thì 36 của chúng ta chủ đề chính sẽ chính là gì ạ? Đó là tại sao thế kỷ tiếp theo thuộc về thế kỷ, tại sao thập kỷ tiếp theo chính là thuộc về thập kỷ của năng lượng tái tạo. Đấy là lý do để người ta thuyết phục rằng là thập kỷ tiếp theo chính là thập kỷ của năng lượng tái tạo. Ok, các bạn thân mến, vậy là cô Trang Anh đã hỗ trợ các bạn chữa xong bài đọc của chúng ta. Còn phần những câu còn lại các bạn sẽ theo dõi trên livestream của cô nhé. Tạm biệt các bạn.